Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. Những bệnh dịch như COVID-19, SARS, MERS, cúm lợn H1N1, cúm chim H5N1, cúm rơi Nipah, viêm phổi ngựa Hendra đều từ sai lầm ăn thịt và tàn sát con vật xa xưa. Để bảo trợ công nghiệp đánh bắt cá chủ yếu nằm trong tay nhà giàu, nữ hoàng Anh Quốc Elizabeth đưa ra luật bắt ăn cá vào năm 1563, buộc mọi người phải ăn cá vào thứ tư, thứ sáu và thứ bảy. Người nghèo cũng phải mua cá, không tuân theo luật bị 3 tháng tù. Văn hóa lùa bầy từ ngành chăn nuôi vẫn kéo dài tới ngày nay, tâm trí nhân loại qua 10.000 năm vẫn không phát triển. Nhưng luật nhân quả không sai chạy, áp báo đã bao phủ toàn địa cầu. Hiện nay, hệ mặt trời di chuyển vào vành đai phô tường đánh dấu kỷ nguyên bảo bình với những linh hồn đặc biệt có mặt vào thời gian này và nhiều điều lợi lạc được phổ biến tới số đông. Nhân quả từ việc ăn thịt và bạo lực với động vật đã được các nhà xã hội học, triết học liệt kê như thế nào? Thức ăn vổ thế giới hoa bóng dơ guôn TEACEDIETEATING for spiritual health and social harmony của tiến sĩ Win Tuttle. Gieo nhân, ngành chăn nuôi hủy hoại mối quan hệ quần thể và gia đình tự nhiên, con non bị nhanh chóng tách ra khỏi mẹ và mỗi con vật chỉ còn là một đơn vị sản xuất riêng biệt nhằm khai thác tối đa. Gặt quả, khắp nơi, gia đình đổ vỡ, con trẻ bị bỏ mặc, trẻ em đi hoang, con người nếm mùi cô đơn khi là một đơn vị sản xuất riêng rẽ trong hệ thống kinh tế giành giật lợi nhuận, vô cảm, và tự sát gia tăng. Gieo nhân, ngành chăn nuôi giam hãm con vật trong những chuồng trại chật chội, thiếu ánh sáng mặt trời, bẩn thỉu, căng thẳng, độc hại. Gặt quả, con người ngày càng cảm thấy áp lực gia tăng từ mọi phía. Ở Mỹ, nơi ngành chăn nuôi phát triển, giam hãm và tiêu thụ nhiều động vật nhất thì, dù chỉ chiếm 4% tổng dân số thế giới nhưng lượng tù nhân chiếm 25% tổng số tù nhân thế giới. Gieo nhân, ngành chăn nuôi thúc ép sự phát dục bằng hormone để đỡ tốn kém hơn khi nuôi con vật tới trưởng thành tự nhiên. Gặt quả, nhức nhối tình trạng dậy thì sớm, hoang thai, phá thai tuổi vị thành niên và vô sinh. Gieo nhân, ngành chăn nuôi cưỡng dâm các con vật cái còn non nhiều lần để bắt đẻ liên tục trước khi bị giết. Thụ tinh nhân tạo thực chất là hiếp dâm. Mỗi con gà Tây non bị cưỡng hiếp 2 lần một tuần trong vòng 12 tới 16 tháng, trước khi bị nấu thành món súp cho trẻ em ăn. Nhiều vật nuôi, đặc biệt heo là nạn nhân tình dục do bị công nhân chăn nuôi lạm dụng. Gặt quả, nạn hiếp dâm đã là biểu tượng trung tâm của nền văn hóa và ngày càng nghiêm trọng. Trung bình, tại Mỹ, cứ 2 có một người nữ bị tấn công, 6 có một nạn nhân bị hãm hiếp. Giống cái trở thành đề tài của quảng cáo bán hàng, một số phụ nữ tự phô bày thân thể như các đối tượng muốn được người khác dùng. Gieo nhân, ngành chăn nuôi và cả những người nuôi thú cưng thiến hoạn không cần gây tê các con đực non trước khi đem đi vỗ béo, mổ lấy tuyến tụy heo để bán cho ngành dược sản xuất insulin. Gặt quả, sơ sinh và trẻ nhỏ bị cắt bao quy đầu trên diện rộng, một phẫu thuật đau đớn không gây tê và mổ ra quy đầu được bệnh viện bán cho công ty dược. Nam giới ăn thịt của các con vật bị thiến dần dần mất khả năng tình dục, tinh trùng suy giảm, gia tăng ung thư tiền liệt tuyến. Gieo nhân, ngành chăn nuôi nhồi một lượng hóa chất khổng lồ vào vật nuôi bao gồm kháng sinh, khử trùng, hormone gặt quả. Con người ngày càng sa lầy vào nghiện hút, lạm dụng thuốc, lệ thuộc vào thuốc, nhờn thuốc, kháng sinh. Gieo nhân, ngành chăn nuôi ép các con vật sống trong bầu không khí đầy chất thải amoniac đậm đặc, ăn thức ăn nhân tạo bị nhiễm bẩn. Gặt quả, nhân loại đang bị ô nhiễm gia tăng, nước sạch ngày càng khan, thực phẩm ngày càng độc chứa nhiều phụ gia, cả tầm khí quyển bị tổn hại. Gieo nhân, ngành chăn nuôi khiến các con vật đi đến chỗ mất trí thông qua việc ngăn trở và phá hoại các khát khao tự nhiên về mọi mặt. Gặt quả, bệnh tâm thần gia tăng mạnh, chứng thái nhân cách ngày càng phát triển. Gieo nhân, ngành chăn nuôi khủng bố động vật bằng điện giật, đánh đập, đóng dấu, cưa sừng, xén mỏ, bấm chữ V lên tai, đập mũi, nghiền sống, dìm chết đuối rất đau đớn và ép chúng phải chứng kiến cảnh tra tấn, giết hại đồng loại trước khi mình bị giết. Gặt quả, con người luôn bị đe dọa bởi chủ nghĩa khủng bố và các nhóm cực đoan. Ngày càng nhiều người tự gây thương tích cho bản thân, cắt xẻo, xăm trổ, phẫu thuật để tự sướng. Gieo nhân, con người lừa gạt loài vật để bẫy, răng lưới, chiếm đoạt sữa, trứng, mật. Gặt quả,
xã hội loài người đầy rẫy lừa đảo, trộm cắp, tư bản bóc lột và quảng cáo móc ngoặc tinh vi để hợp pháp hóa sự giả dối dưới danh nghĩa lợi nhuận, xảo trá dưới danh nghĩa lợi tức từ đầu tư, gieo nhân, ngành chăn nuôi gieo rắc bệnh tật lên loài vật do nuôi trái sinh lý, ép chúng ăn thịt, máu, nội tạng, GMO điều kiện sống cực đoan, gặt quả, những căn bệnh mới đang ám ảnh loài người sát, ếch, bỏ điên, cúm ác tính, lao kháng thuốc. Gieo nhân, loài người gieo rắc nỗi kinh hoàng và giết chóc cho động vật ở bất cứ đâu, cả vật nuôi và động vật hoang dã, gặt quả, các loại bạo lực ngày càng phổ biến cả trên truyền thông, trò chơi điện tử đầu độc trẻ em, bạo lực, tội phạm, nạn tự tử ở trẻ em đang tăng vọt. Theo số liệu khảo sát, 14% vị thành niên đã tính tới việc tự sát. Gieo nhân, hạ cấp động vật đơn thuần thành hàng hóa, gặt quả, con người cũng đã thành một thứ hàng hóa và quên mất ý nghĩa thật sự của đời người. Gieo nhân, đâm thọc và ăn nuốt động vật, gặt quả, từng đoàn người lũ lượt kéo nhau vào bệnh viện để bị đâm thọc trong những ca phẫu thuật tốn kém và có một bộ phận thích được áp dụng phẫu thuật cắt xẻo. Gieo nhân, phớt lờ, tầm thường hóa, kìm hãm trí năng tự nhiên của loài vật, gặt quả, trí năng của loài người bị suy đồi, đến nỗi đã tạo ra các hệ thống tàn bạo khổng lồ gây tổn hại tới địa cầu, tất yếu dẫn tới tự hủy diệt. Gieo nhân, bóc lột và tàn sát động vật, gặt quả, hạ thấp lòng từ bi thiên bẩm, mà điều này còn trầm trọng hơn việc kìm hãm trí năng, rốt cuộc, đời người chỉ còn là sự vẫy vùng trong mệt nhọc, rối ren. Win Tuttle có bằng thạc sĩ khoa học nhân văn Đại học San Francisco, Hoa Kỳ, bằng tiến sĩ giáo dục học Đại học California, Berkeley, nghệ sĩ dương cầm chuyên nghiệp, nhạc sĩ, giảng viên, thiền sư đã tu tập tại Hàn Quốc, nghiên cứu chuyên sâu về thái cực quyền, yoga, thiền định, phát triển trực giác và chữa lành. Tháng 7 năm 2007, ông nhận giải thưởng danh giá Pulitzer of Conscience từ The Tips Abbey, đặc biệt nhất. Cuốn sách mở mắt cho người đọc về kế hoạch độc ác phản nhân quyền đã và đang được tiến hành từ liên minh hóa dầu dược y chăn nuôi để đối phó với làn sóng chuyển sang ăn chay ngày càng lan rộng toàn cầu, làm ảnh hưởng tới lợi nhuận. Chúng thiết kế các bộ luật để cấm người dân không được bình luận về thức ăn chỉ được xem dưới góc độ calo, không được phép nói về thức ăn ở góc độ nhân đạo, phạt nặng việc quay phim ghi hình về bạo lực động vật trong các trại chăn nuôi, kết tội người ăn chay là bị ám ảnh về ăn theo lẽ phải, đòi bỏ quy định công dân được từ chối tiêm vaccine vì lý do tín ngưỡng do vaccine chứa thành phần động vật và mô thai nhi tranh sơn dầu Pieter A. Ersun 1508-1575. Ha ha ha, 问什么的说呵。